Xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGov nhận 0.5 token có cái hiệu là HEID như tất cả các bạn. Token này giá hiện tại của nó một token mà có giá trị là 32 đô. Để mình coi list thằng nào nha tất cả các bạn. Ồ, tổng cung nó có 12 triệu token, rất là thấp nha tất cả các bạn. Hàng chỉ giá cao phải list sàn Vindas nè. List trên sàn này nha tất cả các bạn. Cho giao dịch qua cặp BTC và ETH nha các bạn, sàn Vindas. Rồi, để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả, mình mở một cái Telegram ra cho chatbot nha tất cả các bạn. Các bạn nào mà không biết bán thì token này nó có phong phối thì mình sẽ thu mua cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, bạn click phần link mô tả có nút đi chatbot nè. Rồi các bạn chọn vào quốc gia Việt tiếng Anh nha tất cả các bạn. Dù theo khi nó nói là các bạn khi tham gia chương trình này nó phong phối vào ngày mấy ta, ngày mùng 10 tháng mấy ta, năm 2020 nè, các bạn dịch ra giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút accept ta nào nha các bạn. Rồi các bạn tham gia hỏi bạn tham gia chương trình này, các bạn bấm check nha các bạn. Rồi. Sơ cấp hỏi các bạn 10 triệu 7 mấy các bạn bằng 3 nha các bạn. Cứ các bạn bằng mấy thì các bạn gửi cho nó nha các bạn. Rồi. Sau khi tham gia này góp mỗi một các bạn nhận được 0.5 token, mỗi một lượt giới thiệu các bạn sẽ nhận được 0.1 token. Đăng ký một cái website của này các bạn nhận được 0.1 token nè. Mình lộn nha các bạn. Rồi gửi mail nó mình nhận được 0.1 tôi cần. Để mình check qua thông tin ngay nha các bạn. Nhắn nè các bạn. Để mình gọi lướt xuống check thông tin các bạn. Đây thì dự án của nó là công nghệ này là công nghệ bên gì đâu có cái mà tiếng ấy không trời. Chương trình này góp nó còn 20 ngày nữa kết thúc nha tất cả các bạn. Rồi các bạn click vào ba cái này nè các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Rồi các bạn bấm vào nút sign up nha các bạn. Rồi full name, username, password, sign in password, rồi bạn bấm continue khác, các bạn vào mail, confirm mail rồi nha các bạn, vì mình sợ mất thời gian các bạn, mình cắt khúc này bỏ. Nè các bạn vào trong web của nó, các bạn một token bằng 0.075 ETH nha các bạn, rất là cao luôn nha các bạn. Hiếm có giá nè, hiếm mà có giá nào mà làm iDrop được list sàn giá cao lắm các bạn. Rồi, các bạn đăng ký xong email, các bạn mở bot lên nè. Các bạn điền địa chỉ email, các bạn đăng ký vào đăng ký web này nha các bạn. Trời ơi, chạy nhanh tao lao tao. Rồi các bạn gửi cho nó nha các bạn. Rồi. Các bạn nó kêu các bạn join vào kênh group của nó nè. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Các bạn subscribe kênh channel của nó cái nữa nè. Rồi kênh channel YouTube của nó nè. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn bấm join nha các bạn. Ôi sao nó không kêu gỡ. Sao nó không quên gỡ username cho nó rồi ta. Nó không yêu cầu, gỡ sao mình gỡ được không? Rồi các bạn lấy địa chỉ với NGC20 wallet bên dưới chút wallet. Ví chúc wallet với MetaMask gì cũng được nha các bạn. Mấy nền tảng NGC20 đừng lấy ví sàn nha tất cả các bạn.
Rồi các bạn mở ETH lên nè, các bạn sao chép nè, các bạn mở Telegram bot lên, các bạn gỡ lên cho nó nè. Mà nó khởi xướng là kêu các bạn điền với chút wallet, nên các bạn làm với chút wallet các bạn. Bạn nào chưa biết tạo ví thì mình có để video cho các bạn tạo ví, video hướng dẫn các bạn. Rồi các bạn nó kêu các bạn follow theo word, follow theo word và retweet pin bot messenger. Các bạn copy cái dòng chữ này lại cho các bạn. Các bạn copy nè, copy dòng chữ này các bạn, rồi bạn bấm vào nút follow theo word nè. Messenger. Rồi bạn bấm nút follow nè các bạn. Các bạn like với nó một bài nè. Bài nào đó. Like với nó 21 2 bài nha các bạn. Mình làm airdrop đúng lực của nó mới trả tôi cần các bạn ơi. Rồi các bạn đi tiếp chưa, cờ tiếp chưa, nó cái quyết lại nâng cái các bạn. Rồi các bạn bắt lại cái bình luận cho nãy nha các bạn. Bạn nhập vô cái bình luận nè. Rồi các bạn bắt địa chỉ nãy giờ. Nhiều kênh YouTube hướng dẫn không có làm cái này đâu các bạn. Như vậy là không có đúng lực, nó không có trả tôi cần đâu. Rồi các bạn bấm nút reset nha các bạn. Rồi. Rồi nó có yêu cầu gì không ta? Telegram nè. You follow enter you favor. Rồi các bạn lấy dán lấy cái địa chỉ URL của mình lên nha các bạn. URL theo word của mình. Đầu tá. Rồi các bạn bấm vào vô gạch đây nha các bạn. Bắt upload cái về từ nhà mình lấy cái URL mình lên nha các bạn. Bà nội sáng cái máy kỹ quá. Bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè các bạn. Rồi bạn bấm vào mục chia sẻ nè. Sao không ăn ta? Rồi các bạn sao chép vào khai như tạm nha các bạn. Rồi các bạn trở về, các bạn gỡ lên cho bot nha các bạn. Dán vô coi. Trời ơi trời, nó copy không ăn. Các bạn gỡ cho nó nha các bạn. Ăn mắc copy lỡ. Gọi lên cho bot nha bạn. Rồi nó kêu theo dõi Instagram, rồi bắt lại username theo Instagram của mình nè. Bạn bắt nhà follow tiếp nha bạn. Sao không ăn ta? Tại web hay tại máy ta? Instagram thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây like với đồng bài đi coi. Thôi nó không yêu cầu thôi các bạn. Thêm 3 bài viết. Hiện tại có 7.800 người tham gia tại. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tin của bạn nè. Ê, quên nữa tại lúc khác đi. Các bạn nhấp vào hình trang nó cá nhân đồ người của mình nha các bạn.
tại không các bạn, các bạn copy username này nè các bạn. Username này là mình là rồi các bạn chạy về bot nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào username của mình nhau các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn, các bạn thêm mã cộng đầu tiên nha các bạn mới được nha các bạn. Để mình ghi đi. Win a cộng Win VNNH9 phải không ta, để coi lại coi. Rồi các bạn bấm gỡ nữa các bạn. Vì video này mình làm hơi chậm các bạn, cho đầy đủ thông tin nó mới gỡ cho tất cả các bạn các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục subscribe kênh YouTube rồi dán URL cho nó, các bạn nhận được 0.1 có cần nữa nè. Like nữa. Subscribe, don't like. Rồi các bạn bấm đăng ký nha các bạn. Các bạn like cho nó cái video đi các bạn. As we embrace the benefits of decentralized finance, it's comforting to know. Bà chó cái máy lúc. Sau khi các bạn like xong các bạn bắt up lên các bạn. Bắt lên nè. Các bạn vào trang cá nhân kênh YouTube của mình các bạn. Vào hình đồ ngự nè. Các bạn vào kênh của bạn nè. Các bạn chia bấm ba chữ gạch nè. Các bạn bấm nút chia sẻ nè. Bạn bấm nút sao chép liên kết nè. Làm ai đó các bạn làm thiếu bước là nó không trả cho tôi cần các bạn đó. Rồi bạn bắt địa chỉ kênh YouTube của mình vào nè. Rồi bạn gửi nha các bạn. À, rồi. Các bạn bấm 3 lần xì mình nhận được bao nhiêu token này các bạn. Mà rồi mình đã nhận được 0.50 token, có khoảng mười mấy đô. Rồi các bạn bấm nút redeem nè. Rồi các bạn copy cái link ghép này và chia sẻ cho bạn bè và người thân, mỗi một lượt ghép các bạn nhận được 0.05 token nha các bạn. Rồi để mình dịch lại câu này, chương trình này ghép nó kết thúc ngày mấy nha các bạn. Copy. Rồi, để mình dịch đi. Bắt vào. Dán vào. Tiếng Anh qua tiếng Việt. Xin chào, mình là Bot Harry. Sẽ tiến hành bán trước riêng cho Harry ngày 15 tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 8 với trị giá là 1.200 token. Các token này sẽ được cung cấp khối tối thiểu là 100 token với giá là 0.1 ETH. Con này giá lên nữa nha các bạn, cho mỗi token tờ. Hãy hành động ngay bây giờ và hoạt động khối lượng trong vài tháng nữa khi token tăng giọt. Nhấn vào chấp nhận vào đầu khi bây giờ trái post. Vì chương trình airdrop này 21 ngày, 20 ngày nữa nó kết thúc nha các bạn. Giá hiện tại nó sẽ hứa lên là 0.1 ETH cho một token nha các bạn. 0.1 là cái khoảng 5 đô hết ta. 0.1 khoảng 5 đô ạ. À. 5 đô trong ồ ồ ồ. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mình tính dốt quá. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo. Các bạn đừng quên đăng ký, like, share giúp video giúp mình để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy video mình chào tạm biệt tất cả các bạn ạ. À.